lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 100 hành khách. Trong khi đó, nhiều hành khách khác vẫn còn mất tích, trong khi có rất ít người mặc áo cứu sinh vào thời điểm vụ chìm tàu xảy ra. Hầu hết là những người nhập cư bất hợp pháp đến từ các nước Pakistan, Afghanistan, Iran và Iraq. Hai tàu hải quân và các máy trực thăng đã được triển khai tới khu vực tàu chìm để giải cứu các nạn nhân. Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho biết, thảm kịch nhân đạo này cho thấy chính phủ sẽ phải điều chỉnh chính sách kiểm soát người di cư một cách hiệu quả hơn nữa.